Hiểu để sống đức tin tác giả linh mục du xe phan tấn thành dòng đọc vũ lê thực hiện ban truyền thông đa minh ba chu phần hai chúa giêsu kitô chúa giêsu sinh ra vào năm nào Giáo hội đã mừng kỷ niệm hơn 2.000 năm Chúa Giêsu Giáng sinh. Thế nhưng, có người quả quyết rằng Chúa Giêsu không phải sinh vào năm thứ nhất, nhưng là trước đó mấy năm. Chuyện thực hư như thế nào? Khi chúng ta bắt đầu một năm mới và bóc một quyển lịch mới, thường các quyển lịch bày bán ở Việt Nam đều có ghi dương lịch và âm lịch. Chúng ta thường nghe giải thích rằng dương lịch là lịch dựa theo mặt trời, còn âm lịch thì dựa theo mặt trăng. Và không thiếu lần để cho giản tiện hơn, người ta gọi dương lịch là lịch Tây, còn âm lịch là lịch ta. Tính theo dương lịch thì năm nay là năm 2022, còn âm lịch là nhâm dần. Đối với âm lịch, chúng ta biết rằng cách tính dựa trên sự phối hợp giữa thập can Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quý cùng với thập nhị chi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi do sự phối hợp giữa các can với các chi, ta sẽ có một chu kỳ 60 năm. Thí dụ, năm nhâm dần lần trước cách đây 60 năm, vào năm 1962, còn năm dương lịch thì căn cứ vào đâu? Khởi đầu từ đâu mà chúng ta tính ra 2022 năm? Người Kitô Tô Hữu biết rằng, tính từ năm Chúa Cứu Thế Giáng sinh khởi đầu một kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên Kitô, tuy rằng ở Việt Nam để tránh né màu sắc tôn giáo, người ta gọi là công nguyên. Nhưng mà vừa khi Chúa Giêsu mới sinh ra thì thiên hạ bắt đầu thay đổi niên lịch ngay hay sao? Làm gì có chuyện đó được. Chúa Giêsu không sinh ra như một hoàng tử trong cung điện người chỉ là một hài nhi con nhà nghèo ở Bethlehem, một thôn nhỏ bé chẳng có tiếng tâm gì. Phúc âm không cho biết là Chúa Giêsu sinh vào năm nào, chỉ có vài dấu chỉ để từ đó suy đoán thôi. Thí dụ như vào thời vua Herod cai trị miền Jude, trích sách Tin mừng Luca chương 1 câu 5. Cuộc kiểm tra dân số dưới thời hoàng đế Augustino Tin mừng Luca chương 2 câu 1 đến câu 2. Có người còn muốn đi xa hơn nữa khi họ muốn gắn liền ngôi sao xuất hiện cho các chim tinh bên đông. Tin mừng Matthew chương 2 câu 1 đến câu 2 với hiện tượng sao chổi xuất hiện. Tuy nhiên, xem ra các thánh sử không đặt nặng thời điểm của Chúa Giêsu sinh ra cho bằng thời điểm Ngài bắt đầu cuộc đời công khai Thực vậy, ở đầu chương 3, Thánh sử Luca cho biết rằng Chúa Giêsu bắt đầu thi hành sứ mạng vào năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio. Và ở câu 23, Thánh Luca thêm rằng lúc đó Ngài trạc 30 tuổi. Vậy là quá rõ rồi, còn muốn gì hơn nữa? Dĩ nhiên rồi, chỉ cần biết hoàng đế Tiberio lên ngôi năm nào, rồi đi ngược lại 15 năm lập biết được năm sinh của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, trước khi đi vào chi tiết, chúng ta nên ghi nhận cách tính niên lịch thời đó. Thánh Luca tính theo triều đại của một hoàng đế Roma, một phương pháp khá thịnh hành kể cả tại Việt Nam trước đây. Thí dụ, vào thế kỷ 20, các cụ tính niên lịch theo triều của nhà vua rồi sau khi chế độ quân chủ cáo chung, người ta lại tính niên hiệu từ ngày thành lập nền Cộng Hòa. Ví dụ Việt Nam Cộng Hòa năm thứ nhất, thứ hai, vân vân. Trong những thế kỷ đầu tiên của Kỳ Tô Giáo, các tín hữu sinh sống trong lãnh thổ của đế quốc Roma nên cũng theo cách tính niên lịch của Roma. Người Roma có hai niên lịch. Một đàn là dựa theo năm thành lập thành phố Roma, tương đương với năm 753 trước công nguyên. Cách thứ hai là dựa theo các quan tổng tài và hoàng đế. Sang đến thế kỷ thứ ba lại nảy ra một cách tính thứ ba nữa, đó là tính từ năm hoàng đế Dioclesiano lên ngôi. Thực ra thì lúc đầu lịch này chỉ phổ biến ở miền Cần Đông, nhưng mà dần dần nó cũng lan sang các vùng khác nữa và trở thành khá phổ thông kể cả trong giáo hội. Tiếc rằng Hoàng đế Diocleciano là ông vua bắt đào dữ nhất, cho nên nhiều người tín hữu không muốn nhắc tới tên của Hoàng đế. Đó là lý do đưa tới việc nghĩ tới một niên lịch mới, nhất là kể từ khi Kitô giáo không còn bị bách hại nữa, nhưng trở thành quốc giáo. Sáng kiến này thành hình vào thế kỷ thứ sáu khoảng năm 533 ở Roma, khi một tu sĩ tên là Dionysio bắt đầu tính niên lịch theo kỷ nguyên Kitô, nghĩa là khởi đầu từ khi Chúa Giêsu sinh ra. Nhưng mà Chúa sinh ra năm nào, lấy gì để làm mốc? Thực ra, chúng ta không còn giữ được tài liệu làm việc của tu sĩ Dionysio, nhưng đại khái có thể hình dung cách lập luận như thế này như đã nói trên đây, Thánh Luca cho biết Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ vào năm thứ 15 của triều Tiberio và lúc ấy Chúa khoảng 30 tuổi. Như vậy là Chúa sinh ra vào năm thứ 15 trước khi Tiberio lên ngôi. Do đó, có thể lấy mốc điểm là năm lên ngôi của hoàng đế Tiberio. Hoàng đế Tiberio lên ngôi năm nào Hoàng đế Tiberio kế vị Hoàng đế Augustino vào ngày 19 tháng 8 năm 767 theo lịch của Roma, nghĩa là tính từ khi thành lập thành phố Roma. Năm thứ nhất của Hoàng đế tính từ tháng Giêng năm 768, trừ đi 15 năm thì ra năm 753. Như vậy, Chúa Giêsu sinh ra vào ngày 25 tháng Chạp năm 753 theo lịch Roma. Kỷ nguyên Kitô hay lịch Công nguyên bắt đầu vào ngày 1 tháng Giêng năm 754 của lịch Roma. Vì đâu mà người ta lại đưa ra giả thuyết là Chúa Giêsu sinh ra vài năm trước Công nguyên? Lịch Roma không đơn giản như ta nghĩ. Vì thế mà có nhiều vấn nạn đặt ra do cách tính của tu sĩ Dionysio ngay từ thế kỷ thứ 8 do tu sĩ Beda bên Anh và vào thế kỷ thứ 9 do tu sĩ Regino Prum bên Đức. Vấn nạn quan trọng nhất là vua Herode qua đời vào năm 750 của lịch Roma, tương đương với năm thứ tư trước công nguyên. Như vậy là tính sai rồi, Chúa Giêsu phải sinh ra trước khi vua Herod qua đời chứ? Bởi vì vua đã truyền sát hại các hài nhi ở Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống mà. Do đó, tối thiểu thì Chúa Giêsu phải sinh ra trước năm thứ tư trước công nguyên. Nói cách khác, tu sĩ Dionysio tính sai khoảng 4 hay 6 năm gì đó. Sự sai lệch đó có thể giải thích được. Ở chỗ tu sĩ Dionysio có lẽ không lưu ý tới cách tính lịch của Roma và lối hành văn của Thánh Luca. Thứ nhất, xét về cách tính lịch của Roma thì nên biết rằng có hai lối để tính khởi điểm của triều hoàng đế Tiberio. Lối tính thông thường hơn cả là bắt đầu kể từ khi vua Augustino băng hà và Tiberio lên kế vị vào năm 767 như đã nói trên. Nhưng mà có nơi khác thì niên hiệu khởi đầu từ khi ông Tiberio được đặt làm phụ quyền nhiếp chính, nghĩa là hai năm trước đó. Như vậy là đã có thể sai lệch hai năm rồi. Thứ hai, một lý do khác đưa tới sự sai lệch là Thánh Luca nói rằng Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ vào trạc 30 tuổi. Ta nên lưu ý là thánh sử không quả quyết rằng lúc ấy Chúa vừa tròn 30 tuổi mà chỉ trạc 30. Như vậy thì có thể là chưa tới 30, khoảng 27, 28, mà cũng có thể là hơn một tí, 32, 33 tuổi gì đó. Một số nhà chú giải nhận xét rằng số 30 chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi. Theo họ, cựu ước nói tới việc ông David được phong vương vào lúc 30 tuổi. Sách Samuel quyển thứ 2, chương 5, câu 4 Ông Ezekiel nhận được ân gọi ngôn sứ vào lúc 30 tuổi. Trích sách ngôn sứ Ezekiel chương 1, câu 1 Ngoài ra, sách dân số chương 4 đòi hỏi tối thiểu phải được 30 tuổi thì mới có thể được tấn phong tư tế. Do đó, rất có thể Thánh Luca không có ý kể lại tuổi thật của Chúa Giêsu cho bằng nêu bật sứ vụ công khai của Ngài mang tính cách của một vua, ngôn sứ và tử tế. Như vậy, nếu muốn sát với lịch sử, thì phải mừng 2.000 năm Chúa Giáng sinh vào năm 1995 đến năm 1996, chứ đâu cần phải chờ tới năm 2000 dưới khía cạnh toán học thì quả đúng như vậy. Bởi vì tu sĩ Dionicio đã tính trật đi mất năm sáu năm. Tuy nhiên, chúng ta không mừng một hiện tượng thiên văn từ như hai nghìn năm sau trội xuất hiện. Nhưng mà chúng ta cử hành một biến cố lịch sử. Biến cố Chúa Giáng Sinh đã khai mạc một kỷ nguyên mới trong lịch sử của loài người. Biến cố ấy đã trở thành trung tâm điểm của lịch sử nhân loại. Tất cả các biến cố khác đều quy chiếu vào đó, nghĩa là dựa vào đó mà tính, hoặc là trước khi Đức Giêsu sinh ra hay là sau khi Đức Giêsu sinh ra. Sở dĩ các Kitô hữu đặt biến cố Đức Giêsu sinh ra làm trung tâm điểm của lịch sử là bởi vì họ tin rằng Đức giê -xu không phải chỉ là một vĩ nhân xuất chúng, nhưng là Thiên Chúa đã làm người, đi vào lịch sử của con người, chia sẻ kiếp sống của con người, để rồi dẫn đưa con người về với Thiên Chúa. Nhưng đó là quan điểm của các Kitô tô hữu, còn các tín đồ của các tôn giáo khác thì sao? Ở Việt Nam, chúng ta biết là các Phật tử sử dụng một niên lịch riêng gọi là Phật lịch tính từ Phật đản. Nếu tôi không lầm thì năm nay là năm 2566 Phật lịch. Các tín đồ Hồi giáo cũng có niên lịch riêng, khởi hành từ việc ông Mohammed phải bỏ Mecca để đi Medina năm 622. Dù sao, thì ngày nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều sử dụng niên lịch theo kỷ nguyên Kitô. Như đã nói ở đầu, để khỏi đụng chạm, người ta gọi là công nguyên. Trên thực tế, việc áp dụng đã được tiến hành tuần tự. Vào cuối thế kỷ thứ sáu tại Italia, vào thế kỷ thứ bảy tại Anh, Tây Ban Nha và Pháp, phải chờ đến thế kỷ thứ 10 thì mới phổ cập khắp Âu Châu. Luôn tiện cũng nên biết là vì muốn gắn liền biến cố chúa Giáng sinh với thời gian, cho nên vào thời Trung Cổ, có vài nơi bắt đầu năm mới vào ngày 25 tháng Chạp hay là 25 tháng 3. Từ thế kỷ thứ 16 trở đi, tục lệ khởi sự đầu năm vào ngày 1 tháng 1 mới thành phổ quát.